Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng, ngày 13 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, Đại Á Châu Tự Do cho biết, trước khi mà nữ phó tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam, thì có một vị thượng nghị sĩ và một vị dân biểu đã gửi thư gửi đến nữ phó tổng thống Kamala Harris làm áp lực yêu cầu là khi bà đến Việt Nam là phải nói về vấn đề nhân quyền và trả tự do cho những người họ gọi là tù nhân chính trị. Vị thượng nghị sĩ đó chính là ông John Corning ở tại Texas. Thưa quý vị, ông John Corning, ông sinh năm 1952. Ông là đảng viên Cộng Hòa ông được bầu làm thượng nghị sĩ năm 2002 tới nay là năm nay là năm thứ 19 rồi ông đắc cử là nhờ những người bảo thủ nhưng mà ở tại Texas thưa quý vị những người Việt Nam thì họ chống cộng cực đoan rất là đông thành phố Houston, thành phố Dallas, thành phố San Antonio, Austin, vân vân Nên là họ qua nhiều đảng phái đã gửi thư cho Thượng nghị sĩ John Cornyn làm áp lực lên trên ông. Ông cũng muốn lấy lòng những người mà có lá phiếu nên là ông đã gửi lá thư đến nữ phó tổng thống Kamala Harris. Đó là trường hợp của thường nghệ sĩ John Corning Trường hợp thứ hai là trường hợp của ông dân biểu Cole Kana. Ông là đảng viên dân chủ Ông sinh năm 1976 Năm nay ông được 45 tuổi Ông là dân biểu đại diện cho những thành phố như là Fremont, Milpitas, Quận hạt Santa Clara Một phần lớn của thành phố San Jose rất đông người việt nam ở nơi đó mà quý vị biết nơi đó là nơi chống cộng cực đoan ông không muốn có một sự phản ứng nào của những cử tri ở của việt nam ở nơi đó nên ông cũng đã gửi một thư cho nữ phó tổng thống kamala harris yêu cầu là phải nói đến vấn đề nhân quyền đa đảng thả tù nhân chính trị trong thư gửi cho nữ phó tổng thống Kamala Harris thưa quý vị ông John Cornyn ông cho biết Việt Nam giữ vấn đề an toàn ở tại Biển Đông an ninh rất giỏi nhưng mà lại không có nhân quyền đó là theo lời của ông John Cornyn. nên muốn là Việt Nam phải hội nhập vào vấn đề nhân quyền cộng với vấn đề an ninh còn ông Ko Kana thì ông nói rằng là ông yêu cầu Việt Nam qua bộ ngoại giao và qua tiếng nói của nữ phó tổng thống Kamala Harris phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị và đừng có việc mà gọi là ngừng cái việc mà truy lùng và sách nhiễu những người họ mở hoặc đóng hoặc là bất đồng chính kiến đây là áp lực sơ khởi của những vị dân cử từ đảng cộng hòa cũng như đảng dân chủ trước chuyến đi của nữ phó tổng thống Kamala Harris Chuyện này thưa quý vị là một chuyện rất bình thường đã xảy ra trong quá khứ. Mỗi lần gặp gỡ Việt Nam thì những vị dân cử của Mỹ là lấy ý kiến của các cử tri trong đó có những cử tri người Mỹ gốc Việt thì họ chỉ lúc nào cũng ra rã về cái việc là nhân quyền. Chuyện này tôi nhớ vào năm 2020 tôi một lần nữa lại đến thăm tư gia của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Thì một lần nữa ông kể cho tôi câu chuyện mà khi ông qua Mỹ, ông đã bị những người chống cộng cực đoan như tôi lúc đó là phản đối và ông có nói là ông có gặp tôi và tôi rất đàng hoàng. Ông nói rất là rõ là ông Hùng vậy chứ mà rất đàng hoàng nghe rồi bảo là chắc thấy là những cái gì đó là ông Hùng có đạo đạt thì nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói rằng là rất hay ngược lại với chuyện mà ông có gặp bà chủ tịch quốc hội Nancy Pelosi. Thì tôi mới hỏi chủ nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là khi mà bà bác gặp bà Nancy Pelosi thì chắc chắn là họ sẽ nêu ra cái vấn đề là nhân quyền đúng không thì Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời là đúng rồi, nhưng tôi có trả lời với bà Nancy Pelosi bà chưa có đủ tuổi để nói vấn đề nhân quyền với tôi đâu chưa có đủ tuổi tại vì thưa quý vị cái quan niệm nhân quyền của Mỹ là cái quan niệm nhân quyền nó khác với cái quyền lợi của tổ quốc lên trên hết Mỹ là nhân quyền nói trên bề miệng thôi nhưng mà ở đằng trong á, thì họ đi ngược lại hầu hết quý vị thấy không thí dụ như ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một số người như Anne Jack Chansley chỉ cần vào trong tòa quốc hội cầm một cái cờ thôi. Thì họ bây giờ họ bắt giam cho tới bây giờ. Ngày hôm nay chưa có sự án. Và họ nói cái cờ đó trở thành là cái giáo. Là nguy hiểm đến an ninh tính mạng của các vị dân cử. Là nguy hiểm đến... tình trạng an ninh quốc gia của Mỹ nên họ truy tố những cái tội đó gọi là cái tội là âm mưu lật đổ nhà nước Để rồi có thể lên tới 30 năm tù và ít nhất là 250.000 đô la tiền phạt Đụng tới vấn đề cái thể chế của nước Mỹ đó, Thì họ làm rầm trời rầm đất hiện giờ đó là hơn 500 người bị bắt giam Chỉ vì bước vào tòa quốc hội mà tổng thống Vladimir Putin nói rằng là họ đang bước vào để đòi cái quyền chính trị của họ thôi Mà bây giờ là họ bị tước đoạt hết Quý vị biết thời gian vào tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm Cơ quan FBI của Mỹ truy lùng hết tất cả các trang mạng Facebook Để tìm cho bằng được những ai đã bước vô tòa quốc hội Họ sách nhiễu rất là nhiều người Họ giam cầm rất là nhiều người cho tới ngày hôm nay An ninh An ninh quốc gia có cái gì mà tới mức độ ghê gớm thế chứ cầm có một cái giáo đó thôi. Còn ở bên Việt Nam là có những người như là ông Lê Đình Kình rồi gì đó là giết chết ba công an cầm lựu đạn rồi gì đó. Không, đó là những người oan, lạ thế đó chứ. Rồi những kẻ kêu gọi lật đổ nhà nước thì họ gọi đó là oan. Nên phát biểu của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói với bà Nancy Pelosi là bà chưa có đủ tuổi để nói vấn đề nhân quyền với tôi là đúng thôi. Bà Nancy Pelosi không thể nào mà nói cái kiểu nhân quyền của Mỹ, nước đôi đó, ngụy quân tử, hypocrite, ngụy quân tử, để mà đòi đem áp dụng lên trên Việt Nam. Nhưng tôi rất hiểu cái tình trạng của những người như ông John Conning, hiểu tình trạng của những người ông Khanna họ lên tiếng cho có lệ là vì họ không muốn những cử tri Việt Nam câu có gây gắt với họ kiếm chuyện với họ nên họ là, họ nói như vậy chứ còn mà nữ tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam sao mà dám mở miệng ra mình nói với các quan chức Việt Nam cái đó là nó xạo không có đó dám đâu Mỹ đang o bế Việt Nam tối đa. Ngay chính cả thượng nghị sĩ John Conning cũng phải xác nhận là về vấn đề Biển Đông đó là Việt Nam giữ về vấn đề an ninh và an toàn hàng hải là gì rất là tốt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là ông Lloyd Austin đến Việt Nam vào ngày 28 và ngày 29 tháng 7 vừa qua. Có dám nói gì đâu? Không. Cũng tìm bằng một cách o bé Và mong rằng Việt Nam nâng cao lên thành đối tác chiến lược Nhưng mà Việt Nam ẩm ờ không có trả lời gì hết Mỹ biết rất rõ Mỹ cần Việt Nam chứ không phải là cái chuyện gì khác cái đừng cứ đưa ra cái chiêu bài nhân quyền, nhân quyền và nhân quyền Cái đó nó cũ như cái giả rách rồi Không ai nghe đâu Cũ hơn cái giả rách nữa nhưng thưa quý vị, đây là thông tin của đài Á Châu Tự Do tôi muốn chuyển lại cho quý vị. Nhưng tôi có cái góc nhìn khác với đài Á Châu Tự Do. Để quý vị hiểu rằng là chắc chắn khi mà nữ camera nữ tổng thống camera Harris đến Việt Nam cũng sẽ nhẹ nhàng nói đôi lời về cái vấn đề đó, nhưng rồi thì cũng bị Việt Nam coi thường, giống như là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã kể cho tôi nghe câu chuyện. Khi mà gặp bà Chủ tịch Quốc hội của Mỹ là bà Nancy Pelosi đòi nói về vấn đề nhân quyền thì chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nói rồi, bà không có đủ tuổi để nói về nhân quyền với tôi. Nữ phó tổng thống Kamala Harris mà đến gặp Việt Nam, gặp chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay là thủ tướng Phạm Minh Chính đi nữa, hoặc bất kỳ một ai mà mở miệng ra nói chữ nhân quyền thì thế nào cũng sẽ nhận được cái câu nói tương tự đâu đó là bà chưa có đủ tuổi để nói vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.